Trẻ hóa làn da là vấn đề được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Vậy làm thế nào để lựa chọn được giải pháp giúp cho chị em có làn da tươi trẻ và đẩy lùi lão hóa? Dưới đây là một số gợi ý cho phái đẹp để phục vụ việc dưỡng da hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn New Zealand Direct đã ra mắt sản phẩm viên uống trắng da Maxi White với thành phần được chiết xuất từ nhau thai cừu tươi, được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, kết hợp với collagen, chiết xuất trà xanh L-glutathione có tác dụng làm mờ vết nám, tàn nhang, tăng tính đàn hồi cho da và ngăn chặn quá trình lão hóa. Chăm sóc da bên ngoài quan trọng và việc che phủ da ở bên ngoài cũng rất là quan trọng. Tuy nhiên là việc chăm sóc da từ sâu ở bên trong thì sẽ quan trọng hơn. Làn da của chúng ta được chăm sóc từ sâu ở bên trong thì sẽ có một sức đề kháng rất là tốt, giúp da của chúng ta chống được các ô nhiễm của môi trường như là khói, bụi, đặc biệt là tia UV. Maxi White là một sự lựa chọn tốt nhất cho chị em phụ nữ của chúng ta. Khi biết được Maxi White có thành phần L-glutathione là một bậc thầy trong việc chống oxy hóa, giúp da căng, mịn, tăng trẻ hóa da. Bước qua tuổi 30, chị em của chúng ta thường hay gặp vấn đề về nám da, tàn nhang và sự lão hóa bắt đầu xuất hiện. Vậy làm sao để khắc phục được những vấn đề này thì Tuyết Nhi hôm nay cũng chia sẻ với các chị em, đó là Maxi White. Viên uống Maxi White chiết xuất từ nhau thai cừu, nhập trực tiếp từ New Zealand. Ngoài ra còn có tinh chất trà xanh cũng như là collagen hỗ trợ cho những tính năng giúp cải thiện lão hóa và giúp cho chúng ta xóa bớt được tàn nhang trên gương mặt. Sự tự tin của mỗi chị em chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, mỗi ngày chúng ta sẽ tươi trẻ hơn với viên uống Maxi White. Việc bổ sung L-glutathione và acid lipoic sẽ giúp trung hòa các gốc tự do và chống oxy hóa cực mạnh, ngăn chặn sự sinh sản và tích tụ melanin, làm chậm quá trình lão hóa, giúp hỗ trợ làm trắng da từ sâu bên trong. Việc ứng dụng thành phần này sẽ giúp chống tia tử ngoại và các tác nhân từ môi trường như khói bụi, tia UV.